Ở chùa Mã Tộc dân gian gọi là chùa Dê thuộc khóm 9 phường 3 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, không chỉ nổi tiếng vì kiến trúc rất đẹp, có rất nhiều dê về đây trú ngụ, mà còn được nhiều người nhắc đến vì phía sau chùa có hàng chục ngôi mộ bằng bê tông khang trang, nhưng không phải là của người mà là của heo, những con heo năm móng. Không rõ người ta dựa vào đâu mà người ta tin rằng những con heo mà có bàn chân năm móng là cốt tinh của người, là linh hồn của con người đầu thai. Những người đó kiếp trước vốn gây nhiều tội ác nên bị đày làm kiếp heo. Giai thoại kể rằng gần 30 năm trước, một cụ ông tên là Khiên thường đến chùa làm công quả. Một đêm ông Khiên nằm mộng thấy có một người phụ nữ đến gõ cửa chùa xin quy y cửa Phật. Sáng tỉnh dậy, cụ Khiên mở cửa nhìn thấy một con heo cái to nằm trình hình quay mõm vào chùa nằm ngủ ngon lành. Cụ đánh thức nhưng nó không dậy, cụ đuổi xua nó cũng không bỏ đi. Nhìn kỹ thấy con heo này có một cái chân có năm móng. Sau đó cụ Khiên đặt tên cho heo là Năm Hợi và cho ở trong khuôn viên chùa. Heo Năm Hợi rất hiền lành, được các sư thầy chia sẻ thức ăn. Heo Năm Hợi khi chết nặng hơn 400 kg. Tháng 7 năm 1996, sau khi heo Năm Hợi mất, một nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ tiền xây cho heo Năm Hợi ngôi mộ khá đẹp. Từ đó người dân nhà có heo năm móng đều mang đến chùa gửi nuôi. Đến khi heo năm móng ở chùa chết đều được các sư chôn cất phía sau chùa. Lễ mai táng được thực hiện đầy đủ thủ tục như mai táng người đã khuất. Lâu dần nơi đây trở thành nghĩa địa có 102 này. Nhưng câu chuyện ly kỳ về heo Năm Hợi còn được người dân nơi đây kể theo một cách khác. Sau khi Năm Hợi chết một ngày, có người đàn bà từ Sài Gòn tìm đến chùa, nước mắt sụt sùi bảo với các nhà sư: nhiều lần người mẹ quá cố của con báo mộng rằng mẹ con hóa kiếp thành heo sống ở chùa Mã Tộc. Con mong các nhà sư cho con được làm lễ cầu hồn để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Nhà chùa đã đồng ý để người phụ nữ này đạt được ước nguyện. Lễ cầu siêu xong xuôi, người phụ nữ này cho thợ xây ngôi mộ cho heo Năm Hợi, vẽ hình một con heo béo tốt lên bia, ghi tên Năm Hợi với cả ngày tháng heo Năm Hợi mất. Sau lần đó, các nhà có heo năm móng ba giò, nghĩa là một chân khác màu với ba chân còn lại, đem gửi đến chùa cũng học làm theo. Khi nào heo chết, được nhà chùa thông báo họ đến làm lễ mai táng rồi xây mồ yên mã đẹp cho heo. Thế là sau ngôi chùa Mã Tộc xuất hiện một nghĩa địa heo rất kỳ lạ như vậy.